Lật tẩy chiêu lừa mua thuốc tây đi làm từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Dư luận địa phương đang xôn xao về việc nguyên giám đốc sở Ngoại vụ Bình Định mua đất cẩy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn sống ẩn dật. Khi âm nhạc chữa lành nỗi đau do Covid-19 của các em nhỏ. Công ty ở Nhật Bản ra mắt gan ngỗng nhân tạo từ phòng thí nghiệm. Trinh Trà, Nguyên Bảo xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý vị khán giờ đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Phần tin nóng sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý nam thiếu niên say rượu chạy xe máy cầm mã tấu đe dọa tài xế xe tải trên đường. Trước đó, 15 tháng 3, khi tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã E Nam, huyện E Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng cầm theo mã tấu như thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Làm việc với công an, thiếu niên khai nhận tên là Ilam Agren, 16 tuổi, ngụ ở xã E Nam. Chiều ngày 15 tháng 3, Ilam Agren trên đường đi nhậu về thì gặp một chiếc xe tải đi cùng chiều nên cầm mã tấu đuổi theo đe dọa. Cơ quan công an đã lập biên bản đối với Ilam Agren về các hành vi vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, người đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy dùng tích xì lành trên 50cm khối, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Ngày 16 tháng 3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc vùng lộng biển Cà Mau, đội thanh tra chuyên ngành thủy sản sông Đốc thuộc Chi cục Thủy sản Cà Mau phát hiện 10 thiết bị giám sát hành trình đã được che giấu trên tàu cá mang biển số CM91772TS đang hành nghề câu mực trên biển. Tàu cá này do Trần Phước Nghiệm, sinh năm 1990, trú tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng. Qua làm việc với thuyền trưởng, bước đầu đã khai báo và thừa nhận có tiếp nhận 10 thiết bị giám sát hành trình nêu trên từ các tàu khác nhằm tránh sự kiểm soát của ngành chức năng trong quá trình ra biển hoạt động. Trong đó, có 7 thiết bị VMS đã được lắp đặt cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị đã được lắp đặt cho tàu cá tỉnh Kiên Giang. Vụ việc đã được các ngành chức năng phối hợp tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều 16 tháng 3, cơ quan hải quan vừa phát hiện và bắt giữ 3 tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xách thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin và đang yêu cầu hãng hàng không Việt Nam Airlines báo cáo cụ thể. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 4 đối tượng gồm Mai Tấn Lộc, sinh năm 1983, Trần Thanh Quý, sinh năm 1999, Trần Văn Văn, sinh năm 1998 và Nguyễn Thị Kiều Nương, sinh năm 1996. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai, vào giữa năm 2021, Lộc nhiều lần cho anh Trần Văn Chủ, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vay tổng số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, không tìm được anh Vũ. Đầu tháng 11 năm 2022, Lộc thuê Nguyễn Thị Kiều Nương lên mạng xã hội làm quen và hẹn gặp anh Vũ. Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2022, Vũ bị nhóm của Lộc khống chế và ép viết giấy nợ 247 triệu đồng. Trưa cùng ngày, Lộc gọi cho người thân của anh Vũ thông báo sự việc và yêu cầu gia đình đến bảo lãnh trả nợ. Tối ngày 20 tháng 11 năm 2022, Văn và Quý đến nhà Lộc, đưa anh Vũ tới nhà chị gái của anh Vũ tại xã Tân Lập Bột, buộc anh Vũ viết giấy nợ 310 triệu đồng. Cũng trong ngày 20 tháng 11 năm 2022, Nương đến gặp Lộc nhận 45 triệu tiền công. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngày 16 tháng 3, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã đến Công an phường 1 quận Gò Vấp để đưa một phụ nữ nghi vấn lừa đảo tại tiệm thuốc tây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về trụ sở để làm rõ. Trước đó, trưa ngày 14 tháng 2, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đội nón, mặc áo khoác và đeo khẩu trang kín mặt vào tiệm thuốc tây của anh VT, 31 tuổi trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tâm thôn huyện Hóc Môn. Người này hỏi mua nhiều loại thuốc, sữa, thực phẩm chức năng để đi làm từ thiện. Sau đó, người phụ nữ yêu cầu anh T đóng vào thùng rồi đưa đến tiệm áo cưới cách đó khoảng 50 mét. Khi anh Tê giao hàng đến thì người này yêu cầu anh về lấy thêm vài sản phẩm khác. Lúc này anh Tê chạy về tiệm thuốc để lấy hàng thì người phụ nữ đã ôm thùng hàng của anh rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đến trưa ngày 16 tháng 3, một người dân lại tiếp tục cung cấp thông tin về việc người phụ nữ giống hệt đã dùng phương thức mua thuốc làm từ thiện tại một nhà thuốc ở số 290 đường Hoàng Hoa Thám, phường 1, quận Gò Vấp. Các trinh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt tại tiệm thuốc, mời người phụ nữ về công an phường 1, quận Gò Vấp để làm việc. Câu chuyện nóng trên mặt báo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay có liên quan đến căn nhà này, thưa quý vị. Đây là công trình nhà ở của ông NT, một vị cán bộ đã về hưu của tỉnh Bình Định. Mà cụ thể đó là một nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định. Và công trình nhà ở này trông cũng khá là bình thường, không có gì đặc biệt, thưa quý vị. Ngoại trừ một điều khác biệt, đó là công trình nhà ở này được xây dựng trái phép. Và lý do mà vị nguyên giám đốc này đưa ra cho việc xây trái phép thì thật là khó tin, thưa quý vị. Ghi dựng tại căn nhà được cho là của ông NT, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định. Căn nhà này được xây dựng kiên cố trên khu đất đồi, xung quanh được bao bọc bởi lưới B40. Cổng đang trong tình trạng khóa, bên trong có các công trình phụ và một bãi vật liệu xây dựng. Trao đổi với báo chí, ông NT thừa nhận có xây ngôi nhà với diện tích khoảng 40-50m2 trong khu đất rẫy khai hoang để làm nơi đọc sách chữa bệnh. Ông T nói, tức ở đây tôi mua từ năm 2014. Thời điểm đó, tôi còn đương chức và có làm báo cáo kê khai tài sản. Toàn bộ nhà được xây tại khu vực này đều trái phép hết. Ông T cho biết, sau khi mua hơn 5.000m2 đất rẫy, ông đã trao đổi với một lãnh đạo thành phố Quy Nhơn về việc xây dựng các nhà cấp 4 và đã được vị lãnh đạo này đồng ý miệng. Tuy nhiên, do lạm dụng khi xây dựng nên vợ ông đã bị Ủy ban nhân dân phường Quang Trung phạt 5 triệu đồng và tháo phần dư dôi của các nhà. Ông Tê cho hay, sau khi vợ tôi nộp phạt cho Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thì công trình vẫn được tồn tại và chúng tôi cam kết không xây dựng thêm nữa. Ông Tê cũng nêu quan điểm, nếu muốn xử lý triệt để thì phải làm hết, nhà nào xây dựng trái phép trên núi cũng phải cưỡng chế hết, vậy thì tôi đồng ý. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết, về việc xử lý tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn, các cán bộ chuyên môn đã thống kê và làm báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn. Trong đó có trường hợp của ông NT, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định. Ông Đoàn Thanh Bình, đội trưởng đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn cho biết, ngôi nhà xây dựng trái phép của ông T trước đây đã bị cưỡng chế. Nói về tình trạng trên, ông Nguyễn Tuấn Thành, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và thành phố xử lý. Có hai điều cần bàn từ vụ việc này, thưa quý vị. Thứ nhất là chuyện xây nhà trái phép. Ông Tê tâm sự rằng do lạm dụng khi xây dựng nên vợ ông đã bị Ủy ban nhân dân phường Quang Trung phạt 5 triệu đồng và tháo phần dư dôi của căn nhà. Ông Tê cho hay là sau khi vợ tôi nộp phạt cho Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thì công trình vẫn được tồn tại và chúng tôi cam kết không xây dựng thêm nữa. Có nghĩa là vợ của ông lạm dụng, vợ ông bị phạt, không phải là ông. Ông chỉ biết là vì mình muốn sống ẩn dật nên xây nhà trên núi để ở, đọc sách, chữa bệnh. Nói như ông Tê thì bất kỳ ai muốn sống ẩn dật cũng lên núi xây nhà thì núi đâu đủ mà để xây, đúng không Trình Trà? Và ai muốn đọc sách cũng lên đồi để xây nhà trái phép thì pháp luật để đâu, kỷ cương pháp nước để đâu? Vâng, và điều cần bàn thứ hai đó là chuyện tháo dỡ nhà xây dựng trái phép. Về chuyện này thì ông Tê nêu ý kiến rằng nếu muốn xử lý triệt để thì phải làm hết, nhà nào xây dựng trái phép trên núi này phải cưỡng chế hết, vậy thì tôi đồng ý. Xin được hỏi là quan điểm này có đúng không ạ? Nhất là đối với một người có cương vị là cán bộ lãnh đạo, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ của tỉnh. Không phải là người cán bộ lãnh đạo thì phải nêu gương hay sao ạ? Không lẽ thấy người khác làm sai, vi phạm pháp luật thì ông cũng làm theo thay vì là phải ngăn cản, tố cáo hay sao? Vâng,
và thiết nghĩ ông Tê từng là giám đốc sở, cho dù là đã về hưu cũng phải giữ hình ảnh cho lãnh đạo địa phương bằng cách chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phải không ạ? Nếu vi phạm xây dựng trái phép thì chủ động tháo dỡ, không thể đòi chính quyền phải xử lý người khác thì mình mới thực hiện. Và đó là vụ riêng của ông NT. Theo thông tin từ báo chí thì tại khu vực suối Trầu ở tổ 49 khu vực 5 phường Quang Trung thành phố Quy Nhơn vẫn còn nhiều công trình trái phép khác đã bị các ngành chức năng phát hiện xử lý nhưng vẫn tồn tại. Câu hỏi dư luận đặt ra là tại sao không xử lý dứt khoát? Không lẽ ở đây toàn quan hưu sống ẩn dật và đọc sách? Vâng, và thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin được phép khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, lần đầu tiên tại ngôi trường Hy vọng ở thành phố Đà Nẵng, các em học sinh mồ côi cha mẹ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã được thưởng thức và biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong dự án với mục đích dùng âm nhạc để thắp sáng hy vọng. Thật sự đây chính là món quà quý giá đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em chữa lành nỗi đau do Covid-19, cũng như khơi dậy niềm hy vọng và niềm hạnh phúc trong các em. Gần một năm được nhận vào trường Hy vọng, đây là lần đầu tiên bé Bích Ngân tham gia vào một chương trình văn nghệ như thế này. Lần đầu tiên em cùng với bạn bè của mình được biểu diễn chung sân khấu với các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Dạ, cảm xúc của con rất vui, dạ, rất là hào hứng. Khi được biểu diễn ở trường hóp thì đây là lần đầu tiên con được biểu diễn. Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề. Và với những học sinh này, sự tổn thương do Covid-19 gây ra có thể không gì bù đắp được. Và một dự án âm nhạc được triển khai tại đây phần nào giúp các em lạc quan yêu đời và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Con thấy là âm nhạc nói chung thì làm cho con cảm thấy yêu đời hơn, sống tích cực hơn và biết quan tâm mọi người. Từ cái chuyện các con được hát, các con được vui, các con đưa nhạc thì tôi nghĩ rằng là cái đấy nó sẽ một cách rất là tự nhiên, nó thấm vào các người các con và dần dần nó sẽ trở thành một cái văn hóa. Và văn hóa đấy không thể vào một ngày một, ngày hai, nhưng tôi chắc chắn lâu dài đấy là một điều rất là vinh dự và rất có ích cho các con. Với nhiều hoạt động âm nhạc, các em học sinh tại đây đã cùng hòa mình vào âm nhạc, cùng giao lưu với những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Với âm nhạc, mọi người gắn kết với nhau hơn, cùng nhau trải qua những giây phút thật nhiều ý nghĩa, quên đi những mất mát, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Tôi rất tin tưởng vào dự án trường Hy vọng. Tôi đã đến trường vào năm ngoái, thăm các con sinh hoạt như thế nào. Từ đó tôi đã nung nấu mong muốn để tổ chức chương trình này dành riêng cho các con. Việt Nam và Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng là dự án do chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ. Chương trình đầu tiên được tổ chức tại ngôi trường mang tên Hy vọng, một ngôi trường đặc biệt tại Đà Nẵng, nơi nuôi dưỡng đào tạo các em nhỏ không may mất người thân vì Covid-19. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm về sản xuất. Thưa quý vị, làm muối bằng phương pháp trải bạc trên sân kết tinh đã mang lại hiệu quả cao cho diêm dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua. Áp dụng phương pháp này vào quá trình sản xuất, diêm dân không chỉ thu hoạch với năng suất cao mà chất lượng muối thương phẩm cũng được nâng lên. Mời quý vị cùng khám phá mô hình muối trải bạc đang giúp diêm dân bội thu. Theo đánh giá của bà con diêm dân tại Bạc Liêu, mô hình sản xuất muối bằng phương pháp trải bạc trên sân kết tinh mang lại hiệu quả rất cao. Chất lượng muối có độ trắng sáng, không có lẫn tạp chất, ít độ ẩm. Muối cân nặng hơn so với là muối trên sân đất. So sánh giữa mô hình muối trải bạc với muối truyền thống, thì muối trải bạc thì lợi nhuận là sắp 3 lần muối truyền thống. Hơn nữa thì đối với muối truyền thống chúng ta một tháng cào chỉ có 2 lần, còn muối trải bạc có khi cào 3 lần hoặc 4 lần. Đó. Thì so với lợi nhuận là muối trải bạc là rất cao. Áp dụng phương pháp sản xuất muối trải bạc trên sân không chỉ mang lại hiệu quả cao về năng suất chất lượng, mà thời gian thu hoạch cũng rút ngắn đáng kể. Sản xuất muối trải bạc 7 ngày là có muối cao do nhiệt độ ở sân trải bạc tăng cao, còn sân đất phải mất khoảng 10 ngày. Rau má vườn không còn xa lạ với người dân miền Tây. Loại rau dân dã này một thời cho không ai lấy, bán thì cũng ít ai chịu mua. Nhưng giờ đây, nó đã giúp cho người dân ở thị trấn Dòng Riền, huyện Dòng Riền của tỉnh Kiên Giang có thêm thu nhập kinh tế cao, xây dựng cuộc sống ổn định trên chính mảnh đất quê hương của mình.
Bén duyên với nghề trồng rau má 10 năm qua, ông Trương Văn Đẹp ở thị trấn Dòng Triền, huyện Dòng Triền cho biết rau má vườn là loại rau dễ sống, dễ trồng. Tuy nhiên, để giúp rau má phát triển tốt, mang về năng suất cao thì gia đình của ông Đẹp cũng đã bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc, thuê mướn nhân công nhổ cỏ, chăm sóc và thu hoạch rau, cung ứng ra thị trường tiêu thụ. Nguyên nhân trước ở đây thì mình cũng làm ruộng, nhưng mà mình thấy cái rau má này nó thị trường nó có giá quá đi, thành ra mình mới kiếm mà mình nhân giống ra để trồng. Lúc ban đầu trồng đó là thấy nó đạt hiệu quả, rồi mình làm tới năm nay là cũng khoảng chừng 9-10 năm rồi. Từ 3 công đức trồng rau má ban đầu, ông Đẹp đã nhân ra và trồng đến nay được khoảng 6 công đức. Do đặc tính sinh trưởng nhanh, khoảng 20 ngày sau khi cắt, rau má lại tiếp tục phát triển xanh tốt và cho thu hoạch nữa, nên ông Đẹp có thể cung cấp ra thị trường ở các chợ thành phố Cần Thơ, chợ Dòng Triền, chợ thành phố Rạch Giá gần 20 tấn rau má mỗi năm. 6 công rau má này nếu như mà mỗi một năm như vậy là phải mười mấy 20 tấn rau má là. Bởi vì mỗi một đợt như vậy là mỗi công đó là cắt trung bình đó là từ 1-2 tấn tới 1-1.5 tấn. Thành thử ra đó là mình mần là phải một năm mà mần là phải 2 vụ. Bỏ vụ nước đồ mình cải tạo đất đồ lại đó thì cũng khoảng chừng tháng. Khi rau má có giá khoảng 15 đến 20 ngàn đồng một ký thì ông Đẹp và người dân ở huyện Dòng Triền có thể bỏ túi vài chục triệu đồng một công. Tuy nhiên hiện nay rau má đang bị gãy đầu ra và chịu nhiều áp lực cạnh tranh giá cả nên thương lái vào vườn ông Đẹp mua với giá khoảng 10 ngàn đồng một ký. Giá này cũng có lợi nhuận nhưng ít. Ông Đẹp và người dân trồng rau má ở địa phương có phần kém vui. Thời gian tới không biết thế nào nhưng không thể phủ nhận rằng so với cây lúa và nhiều loại rau màu khác như cải, dưa leo, bột bí thì rau má vườn hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao và giúp cho gia đình của ông Đẹp và người dân ở địa phương có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Tin quốc tế, tại Ấn Độ có một ngôi đền đang gây chú ý vì sử dụng voi robot để thực hiện các nghi lễ của đạo Hindu, thưa quý vị. Chú voi robot này cao hơn 3 mét, nặng 800 kg, trị giá khoảng 500.000 rupee, tương đương 6.000 USD, được trang bởi Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật PETA, như một phần trong nỗ lực thuyết phục các ngôi đền ngừng tàn ác với động vật. Chú voi robot này được dùng trong các buổi cầu nguyện hàng ngày và trang trí lộc đẩy vào dịp lễ hội ở đền Sri Krishna. Voi robot có thể làm các động tác giống như voi thật như vẫy đuôi, vỗ tay, lắc đầu, cử động voi và mở to mắt, đồng thời có thể di chuyển nhờ các bánh xe gắn vào chân. Tại Nhật Bản, mới đây, một công ty công nghệ sinh học đã giới thiệu loại gan ngỗng đặc biệt, nhân tạo và được sản xuất từ phòng thí nghiệm. Gan ngỗng nhân tạo được chế biến trong món bánh trứng kiểu Pháp. 15 thực khách được mời tới nếm thử món gan ngỗng này. Cảm nhận của họ là hương vị gan ngỗng nhân tạo rất giống với gan ngỗng thật. Món gan ngỗng nhân tạo được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy tế bào gan từ loài vịt. Công ty công nghệ sinh học cho biết hiện nay chi phí sản xuất chỉ 100 gram gan ngỗng nhân tạo đã lên tới 200 USD, tương đương hơn 4,7 triệu đồng. Mục tiêu của công ty là giảm mạnh giá thành sản xuất và sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi các quy định về thịt nuôi trong phòng thí nghiệm được áp dụng tại Nhật Bản. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chuyên mục Cà phê không đường phản ánh tình hình sạt lở bờ sông Mỏ Cày ở Bến Tre xảy ra từ hơn 10 năm qua, khiến người dân luôn sống trong lo lắng và bất an. Chuyên mục Chuyện ngày mới, chuyện về những người trẻ nghiện mùi rác. Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng lo ngại xảy ra ở tỉnh Bến Tre. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Mỏ Cày với tổng chiều dài sạt lở khoảng 680 m. Được biết, tình trạng sạt lở đất bờ sông Mỏ Cày ở thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam đã diễn ra từ nhiều năm nay khiến cho người dân sống trong lo lắng và bất an.
Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Đoạn sông Bỏ Cày có đất sạt lở dài khoảng 680 m từ cống Đình Hội Yên, thị trấn Bỏ Cày đến chân cầu Bỏ Cày 2. Nhiều năm qua đã đe dọa các công trình công cộng, cơ quan nhà nước cũng như gây bất an trong sinh hoạt của người dân. Nhiều người dân đã từ bỏ kinh phí xây dựng bờ kè để bảo vệ phần đất nhà mình, nhưng chỉ là tạm bợ. Tuyến sông này thì bây giờ hiện thời tàu lớn có rất nhiều, những chiếc tàu mà bơm cát trọng tải rất lớn, do đó nó chạy nó quận đó, thì nó ảnh hưởng hai bên, kể cả bên kia luôn. Dành dụm rồi phải làm cái bờ kè, làm nó tốn rất nhiều, nhưng mà phải làm. Nếu không làm thì nó lỡ tuốt vô, thí dụ đây em thấy nó lỡ tuốt vô trong này nè, dở lỡ hơn 6 mét, bắt buộc phải làm, không làm thì mình không giữ được phần đất của mình. Liên kề đó là trường hợp của bà Lê Thị Hai, có cả phần nhà trọ, nhà ở cặp mé sông. Trước đây chừng 2 năm xảy ra tình trạng sụp bờ kè do bà tự xây dựng, rất may không thiệt hại lớn về tài sản. Thấy nó sụp hôm tôi cũng bị té đây nè, lọt rớt mấy chậu nó bể nè, nó bọng vô tuốt vô tới trong rồi, nó cũng hồi hộp sợ cái nhà này nó trôi ra ngoài sông luôn. Theo ghi nhận, nền nhà bà Hai đã xuất hiện những khoảng đất do bị mất đất. Không chỉ riêng nhà bà Hai mà tại các điểm người dân làm bờ kè tạm cũng xuất hiện tương tự, khiến cho người dân lo lắng việc sụp lở có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Được biết hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã kiến nghị cấp tỉnh và đã có các đoàn của tỉnh đến khảo sát đánh giá. Các cơ quan chức năng sẽ sớm giải quyết vấn đề sạt lở này. Sau đây là phần tin nóng, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Sáng ngày 16 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Huỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông làm chị Đậu Thị Thủy, 38 tuổi, tử vong. Camera của nhà dân bên quốc lộ 1A quay lại khoảnh khắc tai nạn cho thấy xe đầu kéo chạy hướng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tông vào phía sau xe máy chị Thủy đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Huỳnh Lưu. Cú tông mạnh đẩy xe máy chở cá khô của chị Thủy lao về phía trước. Hậu quả, cả người và xe máy va trúng xe bán tải đang đậu bên đường. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Huỳnh Lập đã đến thăm viếng, trao hỗ trợ ban đầu, động viên gia đình chị Thủy. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra trên đường DT741, đoạn qua ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Văn Tiện, 33 tuổi, điều khiển xe tải biển số 93C06653. Trên xe có một người phụ nữ lưu thông trên đường DT741, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú, đến ngã ba giao nhau có tín hiệu đèn, thuộc ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến. Bất ngờ tông vào đuôi xe container lưu thông cùng chiều phía trước đang chuẩn bị dừng đèn đỏ. Cú tông mạnh đã khiến cho chiếc xe tải bị lao lên phía trước sang bên phải đường. Tài xế Tiền tử vong tại chỗ, người phụ nữ trên xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, xe container hư hỏng phần đuôi. Ngày 16 tháng 3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã xảy ra vụ tai nạn khiến xe đầu kéo chở sắt bị hư hỏng. Theo đó, tài xế VB, tên độc tắc, sinh năm 1993, điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rô móc mang biển kiểm soát 88R, chở theo diều bó sắt. Khi xe đến khu vực vòng xuyến giao dâu giữa đường tỉnh lộ 302 với đường DH67 thì bất ngờ gặp nạn. Nguyên nhân cho tài xế đã thắng gấp để tránh xe máy khiến diều bó sắt và sắt cuộn phần rô móc bị xô lao đổ cabin xe. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Thông tin về cháy nổ, chiều ngày 16 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty chuyên sản xuất giấy trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Theo Công an tỉnh Bình Dương, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty trên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút. Bảo vệ cùng nhiều công nhân ôm bình chữa cháy, kéo vòi nước để xông vào dập lửa nhưng không thành. Bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng, nhanh chóng bao trùm cả công ty, khói đen bốc lên cao. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần khu nhà xưởng bị đổ sập, nhiều máy móc tài sản hư hỏng.
Thưa quý vị, những dòng sông ở Hà Nội đang dần biến thành dòng sông chết, đen kịch, sủi bọt, bốc mùi hôi thối và trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là đối với những hộ dân sống xung quanh. Dù thành phố đã có kế hoạch cải tạo, giải cứu những dòng sông, thế nhưng trên rất nhiều đoạn sông, rác thải, chất thải vẫn tồn tại như là một lẽ tất yếu. Trước thực trạng này, bằng tình yêu Hà Nội, yêu các dòng sông xanh, không quản ngại khó khăn nguy hiểm, một nhóm bạn trẻ đã tình nguyện làm sạch rác trên các dòng sông và đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người. Trong chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với nhóm bạn mà mọi người vẫn hay gọi vui là những người trẻ nghiện mùi rác này. Sông Nhuệ với dòng nước đen kịt, hôi thối, rác chất đầy hai bên bờ sông và ở giữa dòng sông là nỗi ám ảnh của nhiều người. Thậm chí dù đã có biển cấm nhưng rác vẫn chất đầy như thế này. Hằng ngày ngửi thấy cát bụi, các con chuột chạy nào thì làm tổ rất là nhiều chuột. Cái thứ hai là nhiều các con lợn, con chó, con má nó chết nó nổi lên, nhìn sợ lắm. Thế nhưng một nhóm bạn trẻ với tên gọi Hà Nội Xanh đã xuất hiện, mang theo hy vọng về một dòng sông xanh. Đây là một buổi thu dọn rác thải của nhóm tại một đoạn của sông Nhuệ ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Một buổi làm việc kéo dài 5 tiếng, các tình nguyện viên buộc phải liên tục ngâm mình nhiều giờ dưới dòng sông đen để vớt rác. Và hơn 40 túi rác khổng lồ là thành quả nửa ngày lao động của nhóm bạn trẻ này. Lúc mình đi xuống thì bùn đất nó với nước nó sẽ đen. Mà nó mùi mốc các thứ kiểu rác thải thì nó sẽ có nhiều mùi gì. Và mới rủi ro những bệnh truyền nhiễm, tinh thần của trẻ mà hơi nhiệt huyết thì em vẫn quyết tâm tham gia chương trình ạ. Số rác chúng em thu gom xong thì chúng em sẽ đút gọn vào túi. Thì xong mỗi buổi thì anh trưởng nhóm sẽ liên hệ với đội thu gom rác của cơ sở gần đây nhất. Mỗi lần dọn dẹp xong thì nó sạch sẽ, thì cảm thấy trong người mình nó thoải mái hơn. Một tuần mà chúng tôi mà không đi dọn rác ấy, mà nghĩ đến những cái dòng sông, dòng kênh mà còn đang rất là ô nhiễm thì chúng tôi cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là chúng tôi vẫn cố gắng làm sao tiếp tục để hoàn thành tất cả những cái khu vực gọi là điểm nóng về rác thải ở những con kênh con đường Hà Nội. Thành lập từ tháng 12 năm 2022, nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh đã triển khai gần 30 buổi thu gom rác các con sông, dòng kênh ô nhiễm. Mặc dù hành động này của các bạn trẻ không thể triệt để, tuy nhiên nó đã góp phần lan tỏa để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Những cái hành động này tuy nhỏ nhưng tuy nhiên thì tôi thấy nó là góp phần rất là lớn trong việc tuyên truyền cũng như là giáo dục mọi người trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp hơn. Bạn tổng dọn vệ sinh rất là vất vả. Thì từ giờ phút này trở đi thì tôi cũng toàn tỏa đến nhân dân tất cả khu xóm cầu này thì nó nên có ý thức hơn để cho vệ sinh môi trường nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu như mà hôm nay bọn em dọn, ngày mai mọi người lại vứt ra thì chúng em vẫn sẽ dọn tiếp. Và cho đến khi nào lan tỏa đến mọi người hiểu ra vấn đề và mọi người không còn vứt nữa thì thôi. Hà Nội xanh, môi trường xanh, chung tay bảo vệ các dòng sông. Dù phải tiếp xúc trực tiếp với đủ các loại rác, nước thải sinh hoạt có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, v.v. Nhưng mà nhóm bạn trẻ ở Hà Nội Xanh vẫn tình nguyện, quyết tâm, loại bẩn, vứt rác, làm sạch những con sông đen ở Hà Nội. Một hành động đáng khâm phục đúng không ạ? Vâng ạ, giữa đống rác thải trên dòng sông, các bạn tình nguyện viên nhóm Hà Nội Xanh nổi bật lên như những đóa hoa sen trắng, tinh khiết nhất. Cảm ơn các bạn và cũng hy vọng là từ đây mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, phân loại và đổ rác đúng nơi quy định. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Trinh Trà và Nguyên Bảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 6 giờ 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.